Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 16 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Jolly Chico. Let's go. Ok. Tiếp tục vào. Hết. Ok. Mình sẽ cứu anh sang này. Let's go. Wow. Yeah. So ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá cái tiếp theo nha. Jolly Chico Sleeper. Let's go. Sang trên đây nữa, rất chúng ta luôn. Ok. Oh my gosh, mình tiêu diệt anh Sang ở trên cao này đầu tiên. Không, anh ta sẽ bắn mất con tim. Ok. Let's go. Đúng rồi. Chiếc xe này nữa, trong xe này chắc chắn có người. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. This was.
rất là đông luôn. Let's go. Oh my god, bị dính vào một viên đạn rồi. Mình sẽ lại còn lại. Wow, gặp tướng luôn. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Perfect Sliver. Let's go. Ok, let's go. Bấm ở đâu đây? Bấm ở đây nhá. Ok. Wow, anh chàng này vẫn chưa chết à? Chưa chết được ta luôn. Zombie, phải làm được bảo vệ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Rồi. Wow, rất là đông luôn.
mình sẽ bắn cái này đi, xem nó có rơi không. Tiêu diệt một phát hết luôn, còn hai anh chàng nữa. Ok rồi, let's go. Ok, tiếp tục vào, làm một phát vào đây, hay vào đây, vào đây đi. Còn hai anh chàng. Ok, let's go. Wow, sắp đôi xem. Kìa, sởi rồi. Làm quả sắp đôi nhá. Let's go. Tiếp tục nào. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Ok, let's go. Phải chạy sang đây trước à? Sao mình không bắn luôn ở đây được? Ok, thành công rồi. Let's go. Wow. Là xa, không có chỗ nào để gần gần hơn để tiêu diệt cho dễ. Người rất là đông luôn. Xin cho em chàng này xem thế nào. Wow, trông máu thật. Cover me! Reloading! Help!
Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Sleeper Hollow. Wow, bắt làm biết hết à? Ok. 980, start game. Vẫn chưa đủ tiền. Let's go. Anh chàng nào hay là anh chàng này đây? Không phải rồi. Reshi lại sao? This is stuck game. Ok, let's go. Vẫn thiếu, phải update thêm các thứ thì mới lại chơi tiếp được. Ok, let's go. Đừng sợ quay. Zombie. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư. À, thứ 8. Sleeper Body. Sleeper Body Assassin. Ok. Let's go. Đây vẫn chưa đủ để nâng cấp. Rồi, mình sẽ đi tiêu diệt. Một anh chàng đeo tai nghe. Ok. Ok, let's go. Ok. Còn một chút nữa thôi.
Let's go. Rất là nhanh chóng để các bạn kiếm tiền và sau đó update cho game. Rồi anh Trang đội mũ, mình ra đây rồi. Let's go. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang thử cái tiếp theo. Let's go. Ok. Wow, seed đã bị lộ và seed đã bị chết. Ok, let's go. Chết rồi, oh my god. Ok, let's go. Rồi, và các bạn cùng mình khám phá thế giới tiếp theo nha. Cũng của Say Game. Ở trong clip này thì mình có rất nhiều tựa game thuộc của hãng Say Game. Let's go. Rồi, mình sẽ vào lại. Ok. Chứ gì đã gặp tướng luôn rồi. Ok. Wow, xuống này đi. Xem xuống này thế nào. AK. AK này chỉ bắn nhanh thôi. Còn như mình thấy thì đạn hơi yếu. Đạp đạn này hơi chậm. Ok, let's go. Rồi mình sẽ lấy khẩu súng mà. Let's go.
Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tiếp cái tiếp theo nha. Tony. Tony Run, let's go. Ok. Bắn nhầm rồi. Cái bên này rất giống tựa game Jolly Chico. Wow, đồng thế. Love is back. So again. Oh my gosh, sorry, go. Cái này đi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo, His Matter. Let's go, bóp bóp rồi, bóp 100, bóp này bóp 100, ok, yeah. Okay, let's go. Help me, okay. Let's go. Rồi, ok, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo, Cover Fire. Ok, bắt đầu đây, start. Yeah. Start, menu. Skip. Oh my god, wow, wow, wow. Wow, rất là đông luôn. Ok. Vẫn còn cơ. Let's go.
upgrade xem. Mình sẽ upgrade. Ok. Let's go. Ồ, không biết đang ở đâu. Nó đánh thẳng rồi. Mấy này đang bắn ai đây? Mày sao dính máu nhỉ? Không hiểu sao. So ok, Sniper. Hitman Smidion Sniper. Đây là một tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Và cái tựa game Hitman này là làm cho một trong một bộ phim Hitman mà từ ngày xưa mình đã xem rồi. Bộ phim đó rất là hay. Play. Let's go. Broken again. Keep a lookout for me while I patch this up. Ok, mình phải bảo vệ anh chàng này. Wow, rất là đông luôn. Chết rồi, xảy rồi. Oh my gosh. Oh my gosh, nhiệm vụ đã bị thất bại rồi. À, vẫn được. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Let's go.
Let's go. Let's go. Rồi còn 40 giây nữa là hoàn thành. Cố gắng không để chết bạn nào luôn. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, City Sleeper 3D. Let's go. Wow. Oh my god, ở đâu đây? Đây rồi. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.